你要干练，今天清明节，一般都是今天祭祖，因为今天是放假的第一天，正好清明节，然后所有人一般的都会今天祭祖。我们这边祭祖的话，一般都是一大家子都一起到山上给祖先，祭拜，然后带着花，一般今天街上卖花的很多，我一会儿去西余桥去看一下。看一下这个买花的和，然后去西域桥那边肯定堵车，所以我今天就骑个电动车就过去了，就不开车，开车过去怕堵车，懒得回来。这样吧，哎呦，一八别少呀，这些这个酒未必都上山来摸，换好一点的蘑菇、安白的呀，毛茸。我来呀，正好给车呀，我就等着我买。所以后来哎，我车也得呀，我才门他在的。hồi nữa thì mấy bác cũng về về rồi hồi ăn cơm ở nhà bà bác nè, bà nội thì hồi sẽ chuẩn bị nấu hai bàn thì con cháu trong nhà không mà thì cũng có bao nhiêu đó thôi. Con chó thì nằm giữa đường, chó nằm giữa đường giờ chạy đi ra ngoài kia. Cái chỗ này người ta cúng mộ rồi nè coi chứ, cúng cái cúng hoa đó để một năm năm sau cái tới thành mình để cúng tiếp. Hôm nay thêm mình á, ai trên thành phố cũng về để cúng mộ hết trơn á, nên là thấy xe trên thành phố về rất là đông luôn, còn xe dưới quê chạy lên thì không có bao nhiêu chiếc hết. Hồi tới giờ cao điểm 9-10 giờ về là còn đông nữa. Mấy cửa hàng bán hoa mấy ngày hôm nay bán cũng đắt luôn. Vô chỗ này để mua hoa đủ thôi, đủ màu sắc hết trơn. Không biết mua loại nào. Đi mua rồi mua chú anh, bây giờ đem danh mộ có hứa là đi cấp mộ. Đi về giờ này là bắt đầu đem đi qua đây cúng rồi cô chú. Thì ra cái về hơi trễ, mấy anh chị về hết trơn. Đem qua đây cúng mộ ông bác trước, rồi hồi đi qua bên kia ông bà nội ở bên kia. Đồ cúng thì có cơm, thịt, cá, đậu hũ với trái cây. Thì cúng chỗ này xong rồi sẽ đem lại tới chỗ khác cúng tiếp đó cô chú. Bây giờ đi lên trên cái đồi ở phía sau nhà gì á. Ở phía sau đó thì ông bà nội ở phía đó. Chỗ này cúng cho bà bác xong rồi cái đem đồ cúng qua bên kia cúng nữa. Ở bên kia người ta cũng đang cúng cúng với đốt pháo đùng 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 kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở đây chị thấy những mộ lâu năm á thì chỉ có những cái gù đất lên thôi, không có bia mộ. Và thời gian gần gần đây nữa thì có bia mộ, bia đá, mình nhìn mình có biết được ngày mất, còn nó lâu quá không biết thời gian khi nào. Ở trên đồi mộ nhiều lắm. Bây giờ cô chú ở trên đồi á, trên mấy cây nè, nấm lên nhiều lắm. Sai à. Nấm này ăn được. Ăn gì này? Ờ. Hầu tua. Nhiều này em về là xào được một dĩa luôn. Nhiều lắm, nãy giờ Di đi tới mấy chỗ có luôn. Đây, màu vàng vàng, màu nâu nữa. Hồi à, hái đem vô. Ê, nó phải là một củ thế này. Nó phải là một cái. Mấy anh chị nó cái này ăn được. Ôi, màu ta. Đi ra cái chỗ này á cô chú, bữa nay mới thấy là hành tâm quá nhiều luôn. Đây là mấy chị cũng nhổ về luôn. Thấy tham quá. Chỗ này bự bự không à? Cũng bự bự không? Ồ. Chỗ này nhiều mà bữa hổm gì không có phát hiện. Nó trên đất khô này dễ nhổ. Bữa hổm đi xuống chỗ kia nó ướt. Nhiều thiệt luôn. Mà nó bự bự nó chứ. Thì nó bự. Nhỏ nãy giờ được một bọc luôn. Nhỏ nãy giờ được một bọc luôn rồi cô chú. Nó nhiều lắm. Thì đem về hồi xào ăn. Thì nãy giờ đi hái được nấm mèo. Rồi thêm giờ hành tâm cũng nấy. Còn mấy cái này á, nó còn nhỏ nhỏ không à. Cái củ nó nhỏ nên là không có nhổ. Để vài bữa nữa ra đây nhổ. Giờ đi vô nấu cơm ăn. Sao? Đâu là con chú? Nhiều lắm luôn. Hồi giờ không có đi ra đây, không có biết cái nước. Bữa nay đi ra đây quá nhiều. Chết tập. Nghe xào trấu của mama thầm mình. Nghe xào trấu thầm mình chỉ có ăn cái này. Không có gì ăn. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đây, đây,还可以，可以，挺好吃的。你那个白的可以吃。嗯。这个好香。甜的。嗯。
nhà đi giờ đi vô rồi. Nhà bên bên đó có nhiều người, rồi tới nhà của anh này đi ra. Rồi chỗ ba, rồi phía cha. Chạy 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 chạy. Có à, đây có đây có. Cái này to hơn à? Cái này trung gian bỏ cái múc quên xòi nhổ này nè, ở trong ăn nó ngọt ngọt. Hồi đem về xào ăn. Anh đi đi. Xào 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 好漂亮 mỗi lần về thì tập trung ăn cơm nhà bà bác rồi nè. Thế anh chị mấy bác thì mua đồ ăn rồi về đây thẳng rồi về đây nấu ăn. Bà nội thì bữa nay không có đi ngoài mộ, mà bà ở nhà đây chuẩn bị nấu ăn. Cái vô đây gần xong cái xào nấu nữa mới dọn lên ăn cơm. Hổ qua bằng miễn ra luôn. Bỏ vô đây trộn đều đem đi chiên. Trên kia một bàn ăn xong rồi hồi đi đào măng, nãy trên kia thấy măng nhiều lắm. Rồi nó ăn cơm nó ít quá, nói bà nó đi mới thì đông quá, mấy chị dâu dưới đây cũng còn nấu thêm ăn không kịp. Thịt thì bà nội nấu ngon ha. Trời nói thịt này giống thịt Việt Nam. Ăn hết rồi đi chơi với mấy chị nha.
Năm nào cũng vậy, nhà mà đông người về là bà nội với bà bác cực chuẩn bị cho mọi người ăn cơm xong rồi làm mấy ăn là sao. Ăn xong rồi đi tàu măng mới được. Ở ngoài bây giờ trời đang mưa. Mỗi lần ăn thì chia ra hai bàn, một bàn ở đây với bạn trên kia tại vì đông người lắm. Giờ anh chiều mọi người sắp đi. Bà nội lấy trứng gà nè, gửi cho mấy anh. Trứng gà nuôi chất lượng đó nha cô chú. Trứng bự bự không à. Ở dưới quê bà nó không có gì. Ở làng về thì có ít trứng, ít rau vậy thôi à. Chị dâu cho hai cái hũ này để bà nội đựng gì đựng. Này đựng gia vị. Có muỗng ở trong nữa. Bự ha cô chú, này bự nè, này nhỏ, này vừa vừa. Cái xà lách mấy bữa nay trời mưa nó non xèo luôn. Bà nội nhổ được cho cái mút mọc. Chào bác, xin cảm ơn. Mà ta chưa ta ăn nhỏ xíu. Nhỏ xíu vậy đó. Cho nhỏ xíu mà nó chín rồi nè. Ngọt không? Nhỏ. Nhiều ra sợi ăn hết không? Hôm nay chúng ta đi chi sư, rồi thấy đó bên này có nhiều quả sơn tử. Chúng ta hiện chuẩn bị đi quả sơn tử. Đi ba. Cẩn thận nhé. Ừ. Sáng đi lên trên đây thấy có măng, trời đen cuốc và đào măng. Bố. Bố. Chẳng hào cao rồi. Dạ. Cái này nó mới lên, nó non hơn. Đi có kì bọn, có kì nó kì. Pin lửa. Nó bỏ thủ lì miên đó. Thủ khả mà. Đi đâu nó rất là nhỏ. Tưởng là nó dưới nó còn bự lắm mà nó có nhỏ xíu à. Mà nó non. Ở dưới đây gốc cây cứng ngắc. Thấy vậy, thấy vậy. Con này qua là nhàng cơ, chứ nhàng cơ hình xeo. Xeo xeo thôi. Chị cái nào, lên lên lên. Đây, đây. Thế à? Hả? Hả? Hả?
chỗ hồi sáng mà không có đem đồ theo để đào, không có đào giờ ra đem theo cuốc.后面木活着，哎，可以。这里有个针，是两个。嗯。喂。哇。嗯，两个连在一起了。走吧，等一下也能回家。好重啊！哦哦，而且江这个牛了。这里这个地方好难。啊，在这里还有个人呢，还在。再找一下其他树上的。好像啊，还有个子啊。giờ đi ra đồng ăn cái thấy nữa.反正十个需要了，这样十需要。还有吗？这个上面还有一点点绿，其他的没碰到了。你这里太阳牛蛙了，不不空。你看那蛙在那嗨，这里大啊。Sắp tới măng leo cũng đi lên trên đồi này kiếm luôn. Chị cậu tưởng hồi khởi gì cho y phản. Đi kiếm này hồi xào được gì á. Xem phát cái đồ gì, những哇塞！啊，这里还有，嗯，你几个好大，厉害！嗯，现在搞好了，然后我们准备回家了，走吧。啊，这有，啊，这个好东西，这个好像是什么？嗯，能不能是好东西？这个好，觉得好东西。这个你不是原来经常买的吗？嗯、网上买那种。这个呀，那个很白用啊，是不是？是的，是的。好多事啊，我们、啊、你们先别动。哎爷，好爷，没个人可白用。来来，这哎摸摸完。哎，我来，我来。哎，这个好东西。好东西。不知道是不是啊？是的，是的。慢手，你那白耶！哎爷，好像没别个人躲这个白用。不长这个好难。嗯，看这里有没有？这都没有。那个找干。啥？我要是好难。你啊？不说话，那太笨了。哎，不说。他说好东西，好东西。我瞧瞧，我瞧那个。不是，洗不干净的啊！这种马可不是来看啊。哎，不给我，那不瞧瞧。啊，够了。反正很难。抖动，抖动。我老想地狱的。哎呀，弄鱼啊你了！老想地烧它。对面条这个。嗯，条的干。那都拿这不得几百块不？嗯，那可以再来卤的，给我烧的。小明，你找个地方，要一盆。现在给那个鸟说明好搞的，那么好搞的咬个的，那个熊子还好嘎的。看看你吃的，你这个日子，哎，呀呀！刚才一拐进去，挖这么多笋子，还捡了一。两百斤肉，还捡了几块地的。黑木耳。好吃，真的好吃，两的。妈妈，人咬的呀。看来记得没记得，买几，你好吃吗？让看。人，哎，这不是鸟，跟鸟也是。嗯，也不是那个鸟，也一个能鸟。
và bác ở xóm mới cho 10 cái bánh này nữa nè cô chú. Bánh giải cứu ở trong là nhân đường với mè đen. Trong vườn cái nè. Ừ. Rồi, đâu đâu con coi cho ông bà cô chú xem cái đường ở bên trong rồi. Cái mè ở bên trong rồi. Ừ. Xoài nó khoái ăn nhân ngọt này hả? Thảo không thích ăn nhân thịt. Ngon quá. Ngon số gì? Ngon số 1. Chị mua cho đông đồ dán. Ừ. Sáng vậy chị mua trên sòi đồ dán để chơi nhóc chân. Hôm qua bà bác mới ghét cho em hai một bự nữa. Hồi nãy nó thấy múc đem đi hết đi. Ở nhà bữa hai bữa nữa là có ăn nữa. Đem mình Vũ Hán giúp cho bạn làm chung. Cho mẹ. 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 Cho muốn khóc lắm mày. Có gì mà giờ thì nhà người chị em được ngủ về chế sổ trên kia chị. Không chịu bye bye luôn. Không chịu bye bye luôn. Không chịu bye bye luôn. Không cho đâu quá. Bye bye. Bye bye. Không chịu bye bye luôn. Đây vô. Đây. Đây đây đây. Đây. Cái mặt kia mỗi lần sụ xuống cái mặt nó vậy đó. Sụ xuống cái mặt xấu quắc à. Giận à. Mẹ không phải chị đi ngủ hôm nay về hả? Chị về chị chơi hết bữa nay xong rồi chị đi về nhà. Mai chị đi học nữa rồi. Chị về nhà rồi. Không có bạn chơi rồi. Con cái nữa chơi thôi. Còn ai? Còn có Tùng ai nữa. Còn một người là còn ai? Là còn mình ơn con hả? Thì còn nên hồi lấy đồ chơi ra chơi ơn. Chơi ơn. Không có bạn chơi nữa. Về bữa đó đi học được có bạn. Dạ. Con được nghỉ mấy ngày? Dạ, nghỉ. Nghỉ 3 ngày. Đâu, 3 ngày là đâu số 3 đâu? 1, 2, 3. Ừ, hết 3 ngày đi học lại là có bạn chơi vậy. Rồi mai đi lại chơi với bà nội. Rồi mai không có bạn chơi thì chơi với bà nội. Bà nội không phải chị. Thì bà nội chơi với con cũng được. Không được hả? Bà nội nấu cơm. Bà nội nấu cơm mẹ. Đi gãy với bà nội. Đi gãy với không có người chơi. Thôi gán đi học đi có người chơi. Ông bà tôi cho ơi mới dục lại nha. Tâm bây giờ tôi phải đi tắm. Phải đi tắm phải ngủ sớm mới không đi học. Nên chúc ông bà tôi chúc với nhau nha.